thưa toàn thể bà con, trong những lần lưu diễn ở các tỉnh, ở huyện và cả các sân ở quê hương, sẽ đến với quý vị, các anh chị và các bạn làn điệu trèo cổ theo điệu Quân Tử Vô Dịch. Xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu và toàn thể bà con. Trong ông nàng ơi, tạm biệt nàng ta đất vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vẫn khắp xoay hương, tưởng như ta vẫn soi chung với mình. Em ơi,